Xin chào anh em, đây là cái tô, cái bát là nhà Minh nha, 500 năm tuổi, hoa văn nó đẹp, nó là bị bay mất miếng hai miếng nha mọi người. Đây là hàng hiếm, rất là khó tìm lắm. Đây là cái đáy của nó này, hoa văn hình con ốc sắn, nước men rất là tốt nha. Đây là cái đáy dưới. Tô này ngày xưa người ta dùng ăn cơm này. Chuẩn đồ cổ nha, đời nhà Minh 500 năm tuổi. Ai thích thì giao lưu anh em 500 ngàn. Chứ cái này nó cái miệng này mà lành chắc đắt lắm.